Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì nhà em và ca đã bắt đầu vào đào đường các bác ạ. Đó. Chỗ cái đường xuống dưới nhà em và ca này thì trước cũng có cô Duy Lý Mai có gửi tiền về để mà hỗ trợ cho gia đình làm được cái con đường về dưới nhà để cho em đi lại, có cái xe máy nó được dễ dàng về đến nhà cho nó được rộng rãi một chút. Đó. Hôm nay thì bà con mọi người ở cái khu vực này đang đến đây để cùng đào đây rồi. Đó, mấy ngày hôm trước thì Xuân Thiệu cũng vào đã bàn giao lại cho em chở, tức là em chở đứng ra để nhận cái cung đường này của bác. Đó. Thì mấy ngày vừa rồi thì mọi người cũng đi làm nương ấy, chắc là xong rồi. Hôm nay thì thấy em Dìa bảo là đang bắt đầu vào đào. Đó, cũng khá là đông người đây các bác. Đó, để mà chuẩn bị có một cái tuyến đường nó rộng rãi về dưới nhà em hai vợ chồng em và đó. Xin chào. Xin chào anh già toàn các chị em thôi ư? Các chị em là nhiều. Có bao nhiêu người đào đây? Có 7-8 người anh ạ. Có đồng chí còi còi về đây rồi à? Có rồi anh ạ. Đồng chí là bây giờ phải có cái gì làm có phải gọi đồng chí luôn. Gọi đi để mà đi cùng có được 1-2 đồng cũng được. Hay là không có 1-2 đồng thì có cho em mấy miếng cơm ăn hàng ngày. Đúng rồi, còn hơn là em đi la tha không có miếng ăn này. Đúng rồi, còn hơn là em đi kiếm cả ngày không được ai gọi để giúp của bác. Đấy, đây là em gì nhỉ? Em Dìa à, đấy. Về đây xem nào, thanh niên Dìa. Thế các anh hôm nay đi làm ở đâu? Lon đi. Hả? Thế cái lưới ra ngoài. Thành người lớn rồi bây giờ cứ thè cái lưới ra ngoài như là trẻ con đấy á. Thế anh Ly đâu? Hả? Có anh trưởng đâu? Tu Ly đó chế của tép hao vậy à? Nó mua thì hết. Nó là tép hao á? Để giúp à. Họ làm nước ở dưới kia rồi. Đi hút giúp họ làm nước rồi á? Ồ, thế là hôm nay không bảo anh đi lên trên này được à? Sáng nay Dìa nhỏ đi nhưng mà họ không lấy. Họ không lấy á? Tức là đi sáng nay là cũng đi mấy ly rồi. Đúng rồi. Không là Dìa nhỏ quá người ta không lấy. Chỉ là người ta chỉ cần một người thôi. Ồ, thế là lại gọi về đây. Ôi ôi, ba cô đã quả bích cây ngô to thế. Là đi xem ngô về. Đi xem ngô á? À? Đi dọng ngô về. Dọng ngô xong là tiện là làm một đùm thế này luôn à? Đúng rồi. Có thế chở đâu? Đây kia kìa. Đâu? Đây kia. Đây này được gọi là đang lấy đá về kè à? Tự quả. Đấy, bây giờ bàn giao hết cho chở rồi. Bây giờ làm bây giờ nghiệm thu được mới được, không nghiệm thu được là không được đâu nhá. Đây là mọi người làm trước đây là phải sửa sau. Cái này cũng mềm rồi chứ? Cái này cũng được anh ạ. Cho nó rộng rộng một tí. Đấy, em vào kia nhá, làm thế nào làm tự mình làm cua nhá, mà cua thế nào cua đừng cua xuống cái nương kia là được. Thì nếu mà xe máy lại gọi ối người lối ở dưới kia lên là không ổn đâu đấy. Tự tay mình đào tí nữa là không cua nổi đường gì. Đấy, nhá, cái chỗ này đâu xem cái chỗ trước cửa nhà khách sạn nhà chở này xem nào. Đào qua đấy gì à? Đào qua. Xin chào. Lấy cái hòn đá to to kè vào dưới mới được chứ, cho khỏi mới sập xuống chứ. Hả? Đúng rồi, nhưng mà phải là lấy cái hòn to càng tốt. Nhỏ quá thì nó lại xô đi á. Nhỏ quá phải kê dài vào. Nhỏ quá thì phải kê nó dày vào hòn to. Đúng rồi. Nhặt hòn to vào. Đấy, nhưng mà chỗ này đào cái này được chưa? Đi lại nó dễ chưa? Mù phù ta hủ đó chứ, nó khói khó mẹ. Hôm nay à? Hôm nay à? Họ tới chạy à? Chạy mù lâu á thì đi bè này xí xí đây thì xong là bố bộ. Chưa. Thế thế cái đoạn ở trước cửa nhà này đi làm kiểu gì đi ra xem nào. Kề thành như thế này hết rồi. Kề qua đây á. Xe máy như thế này được rồi.
thế cái mô kia không đào đi à? Nè hôn ý hả chứ khó là hả chứ cứ đại bó rên là nì u ở đây đen đủ nì lò chào mà hông à cứ đại bó rên là nó không có tổng chứ đi đừng tá chạy đen đủ bù một tí à. Anh chờ bảo là cái chỗ này thì cái dính nước thì anh chờ sẽ đi lấy cái đá rộng vào để làm cái cống ra đây. À. Làm cái cống nước chạy à, chỗ này là định đào cái cống cho nhà em qua dưới gì? Đúng rồi. Nên là mới đào cái mô này đi. Ừ. Đấy, đấy, ừ, như thế là được để nó không bị tắt nước ở đây. Đúng rồi. Làm cái có cái cống cho qua dưới xong là để nước nó chảy qua dưới. Vâng. Thì nữa nhà em cái cả cái làm nhà bếp với lại cái mái nhà kia thì nó có nước mưa nó xuống thì nó còn có nước chảy đi. Đúng rồi. Còn không thì là nó cứ ở đây là đi lại được. Cái này đó, cái đá một đống to tùng cái này. Cái này chắc để làm gì như chở đi mà kê. À, anh chở bảo là bây giờ là lấy đống này đi vào đúng trong rồi, kia đấy. Đúng rồi, đấy. Nó mà thôi. Từ từ mà lan đi thôi. Đấy, bây giờ nha, bây giờ anh bảo nha, bây giờ anh chỉ biết nghiệm thu mới em chở thôi. Đấy, chứ còn anh đã giao việc cho chú thì làm nào, bây giờ anh nghiệm thu được thì anh sẽ có cái thanh toán sau nhá. Bây giờ được thì được. Này thế có bao nhiêu người nhỉ? À, em chở. Có mua chở thứ gì tụi nhá? Bảy tám người đấy. 7-8 người á. À, thế thì để lấy cái món quà này vào để nhân nấu cơm cho mọi người. Vâng. Thôi nhà vào anh vào đâu nhỉ? Vào ơi. Nè. Em vào ơi. Vào đây. Xem vào đây xem nào. Nó đi. Hả? Em vào bảo là chủ là anh chở mà. Chủ là anh chở. Chủ là anh chở. Chủ là anh chở rồi nhưng mà cái này không thể chở được. Lo. Hả? Cái này nó nặng quá anh chở không chở được. Vậy đây xem nào. Lo đi này là. Này ô tô á. Phải rồi nhóc hai người á. Làm cho mình là chủ nhà chở thế nào. Đấy. Nhưng anh bảo nhá, bây giờ là anh giao cho chở làm rồi, làm như thế nào hai người làm thì các tự bảo nhau mà làm nhá, kè đá nhưng mà những cái chỗ nào yếu phải kè đá nó vào hết nhá. Cái đường về nhớ nhà kia cả đấy là làm cho nó rộng làm tí để đi lại cho nó được dễ dàng. Đấy, cái đoạn nào mình cảm thấy được thì được mà không được thì bảo em chở anh chở làm ngay nhá. Đấy, hai anh em làm với nhau thì các tự bàn bạc với nhau. Đấy, không có ai là chủ tớ ở đây cả, anh em cả cùng nhau đi, tí nữa nhà em chở cũng đi mà. Đấy, nhưng mà mình xe máy về dưới nhà được thì làm cho nó rộng một tí, chứ có đoạn nào cần phải giải đá ít nữa là nhà em chở nghiền đá ở trong kia cả, thấy chưa? Xong mà tiện máy ở đấy thì hai vợ chồng đi đập hay là nhà em chở nó cùng nhau đi đập xong nghiền ra nó nhỏ nhỏ ấy, mang đi giải cái mặt từ kia đến kia, cái đoạn nào nó trơn chẳng thấy mình trơn thì phải giải cái đá qua mặt đi để mình đi lại về xe máy về nó được không trơn. Không nhà cái đất kia là nó mưa là không lại không về được đâu. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà mùa thế là tí nữa là đi kè hết nhá. Kè hết với lại hôm nào kè cũng được, nhưng nghĩa là bây giờ cứ đào xong. Cho đã còn hôm nào kè sau cũng được, cứ đúng đào rồi. Xong bây giờ đào xong rồi xem cái chỗ nào ấy thì anh em khác tự bảo nhau mà kè nhá. Đúng rồi. Phải đi lấy đá đây này. Đá đây có giờ xong rồi ở trong kia. À. Thế, em chở thì định tính hôm nào là mang máy về dưới này nghiền đá làm nhà. Thảo thử thì chạy tỉnh cứu lúc chỉ đi lời rồi đấy. Sao? Chỉ tao xem nha. Chỉ tao xem. Chồng khá khó kê tại đấy. Họ bên không. Anh chờ cũng bảo là bây giờ đã gọi là nhận một cái công trình ở đây rồi. Thì sẽ làm hết cái công trình ở đây xong là sẽ đi chuyển cái máy về đấy. Ờ đấy. Xong là bây giờ là anh bàn giao cho em chở công việc rồi, còn em vợ chồng bà thì cứ phụ giúp các kiểu nhá. Còn đến cái dưới kia thì làm thế nào làm thì hai vợ chồng tham khảo hai anh em nhau nhá. Thế về đây anh có cái món quà này mang về để tí nữa nấu cơm cho mọi người. Đây cô bác, hôm nay thì Xuân Thiệu vào đây thì cũng có một cái món quà của cô Duy Lý Mai có cho hai vợ chồng và ca để mà tí nữa nấu cơm cho mọi người. Đấy, đâu nhỉ, có con gà. Đây là một bao gạo, một con gà với lại một túi nhu yếu phẩm kia. Con gà bay đi mất. Thấy không? Còn thấy không? Đấy, lấy về dưới nhà để tí nữa bảo ai về nấu cơm thì về. Thay hay là nghỉ, bao giờ nghỉ thì tập trung về cùng nấu cũng được. Thay mua cái đầu thôi. Nay thì cũng gọi là ngày đầu khởi công tuyến đường chỗ nhà em và ca. Đấy, thì cũng mua vào một suất quà của cô Julie Mai trị giá là 600.000 các bác ạ. Đấy, một con gà cho mọi người. Đi. Đi đi, mang về. Đến nhà. Một tí là sẽ cử một hai người về nấu cơm trước. Cứ làm đi đã, xong rồi bao giờ đến giờ cơm thì hắn về nấu cũng được mà. Vâng. Đấy. Của cô Duy Lima nhá, có giờ gửi tặng nhá.
ô tù nhỏ nhỏ. Em vào là biết là Julie Mai là mẹ thôi. Đấy, một con gà với lại bọc bao gạo. Từ từ thôi. Thời tiết ở trên vùng cao hôm nay bắt đầu lại giờ lạnh rồi. Thấy lạnh lạnh mất rồi. Không nắng nóng như mấy ngày vừa rồi nữa các bác. Đó. À, đi đâu? Khóa đi cửa đâu? Cửa. Khóa cửa. Còn này đại gia rồi, đúng ra trong nhà có nhiều của lắm hay sao? Khỏi nhà cái phải khóa cửa luôn đúng không? Ôi có bò các kiểu á. Đấy, để vào đâu đấy đi. Xong là nhu yếu phẩm này cho con gà, để vào đâu con gòn vào tí nữa thì về thịt làm cơm cho mọi người nhé. Ý chỉ mua một lần thôi. Ừ. Đấy. Anh là muốn tròn đậu. Ừ, gà thì lấy ra ngoài này một tí mình làm luôn. Cái đấy nghĩ mà lậu. Ừ. Đấy, khéo nó chạy đi á. Không sao, bùa cái chân nào. Chân vào nhà lấy cái gì úp vào đi, chưa làm thì chưa làm cơm thì úp nó vào đã. Không phải nó bay, nó sổng ra thì tôi không có cơm cho mọi người đâu. Em bỏ cái túi đi, nó nhả tiết vào đấy à. Nhả tiết á. Đấy, con gà rất là to, không bác ạ. Thuộc cái nếu, thuộc cái này cái nhỏ bắt đầu vô tôi đi nhá. Đấy, bây giờ nào. Sẽ là món nói cái gì với mẹ. Phải cảm ơn đây là cô Jody Mai gửi cho gia đình ấy, để làm cơ cho mọi người. Vợ chồng cháu và ca ca ơi mẹ Jody Mai ở bên Mỹ rất là nhiều. Hôm nay thì thiệu ấy dìa vào giúp được phạch của rất là lớn, một bao gạo, những ít phỏng với một cô gà. Thì nữa nấu cơ cho vợ chồng hay chở nữa nên là cái tiết đưa của em tiết đưa xe máy vào đến nhà và chồng cháu xin chúc đại gia đình luôn luôn mà khỏe phú và được nhiều mama chú cuộc sống. Rồi ok, như là nói cho mọi người không nói được này là cứ nói vợ cháu anh chở vào không. Được rồi, bây giờ đi ấy công việc thôi. Đấy, ngô nghiếc ở đây dùng đỗ hay cái gì ở dùng xuống dưới này à? Đây là không thể thiếu là vải lanh. Đây là cái cây vải lanh á. Nên là vợ chồng cũng muốn là cái tấm vải dệt, tấm vải cho gọi là cho nhà mình dùng á. Nên là nhìn dòng dòng như thế cứ tưởng là cứ tưởng là dòng đỗ cơ. Đấy, ngô lên rồi kia cả các bạn, ngô bắt đầu xanh xanh kia. Góc kia bắt đầu lên nè. Dưới kia có người đang làm bắt đầu làm ngô kia. Bây giờ về lên tuyến đường. Cái này em vào, cái này khả năng là chỗ này định làm ở chỗ nào, đi chỗ nào làm theo em vào là làm xe máy đi qua bên nào đây á, đi vào đây. Phải lấy cái cây về, nếu mà qua đây phải lấy cây về cắm già vào. Đúng rồi. Đấy, nhớ đâu nó trơn trượt thì nó còn không rơi cả người cả xe xuống đấy. Đúng rồi. Hai cái này rất là nguy hiểm luôn. Cái này thì nó cũng rộng rãi rồi, thế nhưng mà nó hai bên này hai cái giếng. Không biết này ngày xưa các cụ nào thiết kế ra hai cái giếng kiểu như là hai cái mắt thần thế này. Đúng rồi, hai cái thần đấy. Hai cái giếng gần nhau. Hai cái giếng này không biết là từ thời nào rồi. Nên là xe máy vào đây phải lấp hai bên vào. Đúng rồi. Nghĩa là lấy cái cây về mình đóng thành cái lối đi. Vâng. Đấy. Để cho nó được an toàn mỗi khi xe mình chở cỏ chở các thứ nó qua. Đúng rồi. Đấy. Đây này. Dạ chỗ đâu? Đây chỗ này phải đào ra rộng ra một tí. Không thể cắt ra chứ? Đào rộng ra xong rồi những cái đá này, chúng cái đá nào cậy lên mà chèn vào nó luôn kề bên dưới luôn là mình chỉ lấp đất ra. Vâng, đúng rồi. Đấy. Chuyên gia chở đang đi kề đá kìa. Kỹ sư ấy. Kỹ sư là làm đường. Vòng ra đằng kia. Vâng, phải vòng vào đây thì mới cua được. Nhiều anh nhỉ, tù chính sai tù này. Đồng chí coi coi đâu rồi? Đi lấy đá anh ạ. Hả? Đi lấy đá kìa. À, đi lái xe rùa kìa. Đúng rồi. Đi làm là tay lấy trường sơn. Có lái được không á? Coi coi, mình không ấy đâu, mình phải cào thôi, đi nhặt đá về làm sao được.
Dạ, ấy dạ. À, lấy cho anh chở ấy. Ờ, cũng được ấy nhỉ. Thanh niên. 17 tuổi rồi, thế nhưng mà nhìn như là các cháu ấy. Cháu còi. Hoàn cảnh này thì rất là khó, tại vì là cứ đi kiếm ăn qua ngày như thế này thôi. Đấy, chắc là em chở gọi về đây để mà giúp cùng với lại mọi người làm thì có thể là có 1-2 đồng cho em ấy, để mua cái gì thì mua thôi. Vâng, à, bây giờ bây giờ em ấy thì đi làm thì rất là khó, đi với anh Ly, nhưng mà sáng nay thế bảo là đi cùng Ly, nhưng mà Ly thì lại người ta lại cho làm, em này lại người ta lại không cho làm à? Vâng, kiểu là người ta chỉ nhận một người thôi. Ồ. Kiểu là cái chỗ việc của người ta không đủ 2 người làm ấy. À, vâng. Nên là em này là lại bơ vơ. Vâng. Đấy, nên là rất là tội. Đấy, nên là cứ lên trên này để cùng giúp mọi người cùng đào ở đây thì cũng ít ra thì cũng có gọi là bữa cơm ăn của bác ạ. Đấy. Thứ hai nữa là để có thêm được 1-2 đồng. Đó. Cái này thì dự tính là khoảng bao nhiêu ngày thì xong hả? Chở kỹ sư chở giáo sư chứ à giáo sư chở đó anh ấy sai ở trên thông tin đã bên thông tin đào 2 ngày liền nên nhiều người này đào 2 ngày liền có xong không à anh chở bảo là nếu mà đào thì cứ đào liên tục thì hơn 2 ngày là sẽ xong, còn kẻ đá thế này đi lấy đá thì khả năng phải lâu lắm. Ờ. 4-5 ngày thì mới xong được, phải đi lấy đá bên kia. Làm dần dần, đoạn nào thì mình kè mình hắn kè thôi, không phải là cái đào nào mình không cần chiến đất nó cứng thì không phải kè vào đâu. Ý là cho A ta mà này chỉ có chị. Cho A ta chỉ. Ờ. Ấy từ từ thôi. Làm cái quốc cái chỗ đưa đường đi lên nó đấy một tí. Mệt không? Hả? Lê chỉ ly. Hả? Lê chỉ ly. Hả? Lì ạ. Lì. Phải làm cơ bắp mới nổi được nhỉ. Tức là anh trai của em rìa này thì đang làm phụ vữa chỗ công trình em rìa. Đấy, còn một ông anh thứ hai nữa nhỉ, không biết là đi làm ở đâu. À rìa. Thế thì còn một anh thứ hai nữa thì đi làm ở đâu? À chơi đi làm thì một vòng sửa sửa thì nó sẽ đi không? À. Nên một vòng lấy là mới chứ. À, đi làm mà giống như anh trai nữa thôi, bởi vì là bảo là cứ đi kiếm bữa ăn ấy. À. Nên là mỗi người khác đi một nơi. Khác người khác đi. Vâng. À. Ừ. Ôi, rồi chỉ sang cái chỉ thôi nhé. Đấy. Chỗ kia có phải nếu mà chỗ cứng thì mình không cần đào xuống sâu đâu. Đấy, chỗ này thì bên trong mình đào xuống một tí đi. Để mình vòng thế này nó mới dễ. Ờ đúng rồi. Chỗ nào nó vòng vòng thì mình vòng nó mới dễ. Không phải là ngã đấy. Mới lại từ cái đoạn kia thì khả năng là đào rộng ra thêm tí nữa. Ấy, từ từ thôi. Mà. Thì lúc sau nó lao chuột. Đấy, nhưng mà cái chỗ đấy hình như là đường ra đường người ta được. Hay sao? Vâng, cái này được rồi, được. À. Như thế này Làm thế nào làm cho để cao cái đường lối cho người ta ra đường đi. Vâng. Không phải lấp cái lối người ta đi ra đường người ta lại mắng cho ấy. Vâng, thế này làm như thế này thôi. Hả? Bảo làm không vừa thôi, bởi vì mình đi xe máy vào thôi. Mình đi xe máy vào là được. Chỗ này nói chung nó bằng bằng cái này, mình cũng không cần kè đâu. Không cần rộng lắm, bởi vì là nó không vướng chở tao cái đi. Gì nó cũng đi. Tao. Chỗ xe lộn rồi. Cái chỗ đây thôi, còn đây này còn cái đoạn đường từ đây vào đây này. Đúng không? Từ đây vào chỗ vợ em chở đang đào đây này. Vâng. Thì có thể là cho rộng ra một tí. Vâng. Hả? Đấy, đào cái chỗ chân anh rìa kìa. Nó rộng ra khoảng mét hay mét thế này mới được chứ. Như cái kia là vừa mới trồng cỏ voi lên rồi sao cái cả? Cái kia trồng cỏ voi hết rồi. Cái này nó rộng rồi thôi, không lấp vào nữa. Vâng. Cái kè nó lên ra ngoài lấp đất xa thôi. Nó phát xuống mấy
Dạo này hình như phát tướng hay sao nhỉ? Dạ. Em vào dạo này kiểu như là béo hẳn lên đây. Béo hẳn lên. Hình như là cái ca đây này, cái ca về đây xem nào. À, cũng tròn hết cả mặt rồi. Đúng rồi. Hình như là đấu phong thủy hay sao? Khả năng là chọn nhà hướng này là tốt đấy. Đúng rồi. Chọn hướng này là ngày xưa là bố em dì chọn cho à? Hay là các chọn? Ngày xưa là bố em đấy. Bố chọn hướng cho à? Na thao qua chơi hồi tại chơi hồi nhớ tin chưa? Chưa mày tóc rồi á? Tớ giờ thao bế khóc của chơi tao giờ là chỉ lúc chơi chứ. Nhớ thao ta thao khóc của chơi câu chuyện. Bây giờ nông chơi nhà thứ 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 nhà nó trông từ mà thế rồng. À, nghĩa là tại vì của chơi khóc tao của chơi tại vì chỉ tao tại vì nhà nó. À, đấy em bảo là lúc đào nền ấy, với lại lúc dựng cái ngôi nhà là bố em là chọn cái phong thủy cho. À, bảo chọn. Là đúng là làm cái cửa chính là đúng cái ngọn núi kia là ngọn không nào, làm cũng có, không làm cũng có. Đấy là chính xác là hướng đông nam rồi. Đúng rồi. Đấy. Không làm cũng có. Không làm liệu có không à? Nói thì nói vậy thôi nhưng mà đây là trước cửa nhà là có sông kia cả. Đấy. Đúng thường rồi. Thường là các cụ bảo là sông ôm trọn vòng về nghĩa là vòng về tài lộc về đấy. Đấy, y chang nhỉ. Yeah. Xa xa kia là dòng sông Nhông Quế kia rồi. Đúng rồi. Đấy, quả này nữa là tới này em gì đúng hướng này nữa. Đúng không rồi. Biết là phát đến mức độ nào nhỉ. Mẹ gì đó. Ừ. Ồ, phải chăng? Từ ngày có nhà các kiểu các thứ xong vợ chồng thấy tư tưởng nó thoải mái hơn hay sao ấy. Ai cũng béo tròn ra. Vâng. Đấy, tới này đến em dì nữa đúng cũng hướng đấy. Thế nhà em dì là cũng nhìn vào cái đỉnh núi kìa. Đồi kìa. Nhà em là lại không đúng vào cái hướng kia anh ạ. Ồ, lệch đi á. Lệch đi à. Ồ, như thế thì nó lại không múp được á. Như thế là phải có làn. Để cho nó đúng hướng phong thủy. Nhưng mà thường thường các cụ tầm tuổi bố em dì này là ngắm hướng nhà với lại các thứ là có kinh nghiệm rồi. Ngàn, thường thường các cụ hay thế mà. Các cụ nhìn hướng nhà với lại nhìn nền nhà đào như thế nào đó thì kinh nghiệm thì rất là nhiều. Vâng. Để mà xem những cái hướng nhà, nói chung là ai cũng muốn có cái hướng nhà mình đẹp. Để mai mốt mình làm nhà xong rồi nó mọi việc nó thuận lợi. Vâng. Làm ăn cả ngày tiến tới. Thuận buồn xuôi gió. Thuận buồn xuôi gió. Như em vào này đúng là thuận buồn xuôi gió thật. Cái gì ông viên nhà vợ chồng cứ béo tròn ra là được rồi. Gì? Có phải không? Đúng rồi. Thanh niên kia là kiêm đi nhặt đá. Đấy, cái chỗ nào nó mềm mềm ấy thì phải kè nó từ chỗ cứng cứng lên thì nó mới không sụt đi. Vâng. Xịp họ tôi nhìn tiếp rồi. Đúng rồi. Kè thì cái đất cứng đất cũ. Hả? Xe ô tô về. Xe ô tô. Ô tô về đến nơi rồi. Mấy chị em bảo là xe ô tô về. Đấy, tránh ô tô về nào. Lỡ là phải hơn cái rồi. Tránh ô tô về nào. Chú ý lỡ. Có thể gì vậy? Ấy, cứ nhanh. Các chị em phụ nữ kia đã mệt lắm rồi kia kìa. Chắc là đói hay sao? Đói rồi, bởi vì về nấu cơm mà bây giờ muộn rồi. Mấy giờ nhỉ? Làm từ lúc sáng rồi. Bây giờ chắc phải 11, 12 giờ chứ. Bây giờ 12 giờ rồi anh ạ. Nếu mà ấy về nấu cơm đó. Vâng. Nấu cơm, tập trung nấu cơm nhanh cho xong rồi, ăn xong rồi mình làm tiếp. Vâng. Xem nào, thế đây đây này. Ôi, ông lại tiếp tục cày nương hả ông? Vâng. Ông đi cày nương á? Ây da, ông cứ suốt ngày con bò đi trước cái cày theo sau ấy nhỉ? Thấy tôi thiết gì? Vâng. Ấy, vâng, chúng mất khai hả? Hả? Ôi, rơi rồi ông. Rơi cái lưỡi rồi. Không. Ồ, rơi rồi hả? Rơi rồi, bây giờ đi cày kiểu gì? Rơi rồi. Rơi rồi. Thế chắc là rơi ở bên kia rồi. Ồ. Thế này ông vác đi rơi từ bao giờ rồi? Không biết. Đi vác đi cày rơi cả lưỡi thế này. Đói chưa? Hả? Chép ra. Chép.
Chai rồi. Từ từ đã, nếu mà đói thì để về nấu cơm ăn đã. Chai hả? Nhưng mà cái đầu này bao nhiêu tối không gội rồi? Ồ, ta hỏi thì tao tao chả nói chuyện rồi này. Phế một rồi. Phế mỗi à? Bảo là một tối thôi. Một tối thôi à? Vâng, nhưng mà thế mỗi lần gội là gội không có dầu gì gội không? Cho đòn ruộng mà dù là gì đấy sao thế nhỉ? Thế à. Đổ nước trắng vào đầu. Đổ nước trắng mà không có gội. Tí nữa sang nhà anh Dìa nha, sang nhà anh Dìa có dầu gội thơm phức. Gội cho nó mượt, cho nó thơm tho vào nhá. Ừ. Đấy, ấy xong rồi tí nữa sang biển nước nhà anh Dìa ấy thì luôn, từ từ thôi. Mày nhỉ? Từ từ thôi. À, anh trai này hả? À, đây đồng chí. Xin chào. Xin chào bác. Hôm nay có quả áo đẹp đấy. Mới chào lòng đỏ. Quả áo đẹp. Quả áo đẹp hả? Thế nhưng mà không làm đến nữa à? Bên kia nghỉ rồi. Nên sống nó xù nhá. À, nghỉ ăn cơm. Nghỉ ăn cơm á? Đang nghỉ ăn cơm rồi gì? Nghỉ ăn cơm là sang bên này xem mọi người làm à? Nhưng mà bên này có chưa nấu cơm á. Bên này chưa nấu cơm á. Bên đấy được ăn thôi là được. Như các bác, hôm nay thì cái tuyến đường chỗ nhà em và Ca được cô Julie Mai bên Mỹ có hỗ trợ để mà giúp cho hai vợ chồng có tuyến đường về nhà. Thì hôm nay mọi người đã về đây để cùng đào đường rồi. Đấy, chính thức là khởi công cái tuyến đường cao tốc về chỗ nhà em và Ca để xe đi lại các thứ nó được dễ dàng một chút đấy. Bây giờ thì cũng muộn rồi, mọi người về nấu cơm ăn xong đã, xong là chiều hắn tiếp tục công việc sau các bác ạ. Ôi, bye bye chào lại. Tì là ôi bye bye chào lại. Xin chào. Đôi về nấu cơm rồi. Bây giờ mọi người về nấu cơm rồi các bác ạ. Xuân Thiệu sẽ ghi hình chia sẻ ở những tập phim lần sau các bác nhé. Mong là các ông bà cùng quan tâm và theo dõi. Đấy, nhỏ nhỏ đây này. Nhỏ nhỏ còn bế em đây này.